Nguyên đán là dịp để mọi người đoàn viên, sum họp và đặc biệt không thể thiếu các bữa ăn thịnh soạn. Chính thói quen ăn uống liên tục ngày Tết, kèm với đặc điểm thức ăn ngày Tết thường nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị, đồ ngâm, đồ muối chua và cả lượng cồn lớn từ rượu bia. Tất cả những yếu tố trên kéo dài nhiều ngày liên tiếp, khiến đường tiêu hóa của bạn bị quá tải và gây ra rất nhiều bệnh lý đường tiêu hóa. Sau đây là 5 bệnh lý đường tiêu hóa thường gặp. 1. Đầy hơi chướng bụng. Đây là vấn đề thường gặp nhất trong dịp Tết, với biểu hiện bụng đầy hơi, căng tức, khó chịu do các hiện tượng tích hơi, tiêu hóa kém và thức ăn ứ đọng trong dạ dày. Nguyên nhân gây hiện tượng này là do thói quen ăn uống thất thường, ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị, kèm với việc lạm dụng rượu bia khiến hệ tiêu hóa quá tải, rối loạn co cơ, yếu cơ bụng, tích tụ khí gây đầy hơi, chướng bụng và kéo dài. Lúc này, các phương pháp dân gian có thể áp dụng như uống nước gừng ấm, chườm ấm vùng bụng với gừng hoặc sử dụng men tiêu hóa, thuốc giảm tiết dịch vị dạ dày hay thuốc điều hòa có bóp dạ dày, ruột theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. 2. Ngộ độc thực phẩm. Với biểu hiện điển hình gồm buồn nôn và nôn, tiêu chảy kèm đau bụng từng cơn và có thể có những cơn sốt ớn lạnh, sức khỏe suy giảm do mất nước sau khi ăn thực phẩm bất thường 1 đến vài giờ. Nguyên nhân của ngộ độc thực phẩm chính là do thực phẩm ôi thiêu kém vệ sinh hoặc có thể do dị ứng thức ăn gây ra. Xử trí ngộ độc thức ăn quan trọng nhất là bù nước mất đi do nôn ói và tiêu chảy bằng các dung dịch điện giải hoặc Orezon. Bên cạnh đó, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và kê đơn thuốc phù hợp, hạn chế tự ý sử dụng kháng sinh và thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có sự tham khảo của bác sĩ. 3. Tiêu chảy. Tiêu chảy là tình trạng điển hình của việc ăn những thức ăn không vệ sinh hay bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Bệnh nhân tiêu chảy có thể kèm phân lẫn máu, mất nước, đau bụng, đầy hơi và sốt. Lúc này nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được kê toa và xử lý bù nước kịp thời. 4. Viêm loét dạ dày tá tràng cấp. Viêm loét dạ dày tá tràng cấp thường gặp ở những người sử dụng quá nhiều rượu bia và đồ uống có cồn, đồ cay nóng nhiều gia vị, và đặc biệt là trên bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày tá tràng trước đó. Biểu hiện của viêm loét dạ dày tá tràng cấp rất điển hình, bao gồm đau bụng và cảm giác nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn hoặc nôn, nặng hơn có thể nôn ra máu và đi cầu phân đen, là biểu hiện xuất huyết tiêu hóa cần nhập viện gấp để được điều trị kịp thời. 5. Viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp thường xuất hiện sau một bữa ăn thịnh soạn với biểu hiện đau dữ dội vùng thượng vị, đau như dao đâm, và đây là một tình trạng cấp cứu cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để tránh hoại tử tụy, suy đa cơ quan hay nhiễm trùng huyết. Cách phòng ngừa bệnh lý đường tiêu hóa ngày Tết. Với nhiều các vấn đề tiêu hóa có thể xảy ra trong dịp Tết, thì cách phòng ngừa tốt nhất là kiểm soát tần suất ăn uống và đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số mẹo sau ngay tại nhà để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh suốt dịp Tết. Uống đủ nước, tránh nằm ngay sau khi ăn và hạn chế nằm sấp khi ngủ, nhất là khi đã có những triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua. Không ăn quá nhiều trong một bữa ăn và hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn, nếu uống chỉ ở một mức độ nhất định. Đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ, vệ sinh, không ăn thức ăn để qua nhiều ngày hay không được đậy đóng kỹ càng, vì đây là những điều kiện khiến vi khuẩn sinh sôi, gây tình trạng ngộ độc thực phẩm nếu ăn phải. Việc mắc các bệnh lý tiêu hóa có thể khiến ngày Tết của bạn giảm đi niềm vui, cũng như những khó khăn khi cần phải khám bệnh vào những ngày Tết, khi mà các bệnh viện và cơ sở y tế có lịch nghỉ Tết. Vì vậy, hãy kiểm soát việc ăn uống vào dịp Tết, không ăn uống quá thoải mái và sử dụng quá mức đồ uống có cồn để có một cái Tết vui vẻ và khỏe mạnh.